Hãy nghe từ người nước nào. Đầu tiên là từ người. Rấn. Rấn. Âm Hán Việt là nhân. Từ đất nước. Của. Của. Từ nào. Nả. Nả. Người nước nào. Nguyên văn là nào, nước, người. Nả của rấn. Nả của rấn. Là người nước nào? Sư nả của rấn. Sư nả của rấn. Cô ấy là người nước nào? Tha sư nả của rấn. Tha sư nả của rấn. Anh là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Giáo viên của các cậu là người nước nào? 你们老师是哪国人? 你们老师是哪国人? Hãy nghe từ người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Từ Trung Quốc là Trung Quốc. Trung. Trung. Quốc. Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Trung Quốc nhân. Là người Trung Quốc. 是中国人. 是中国人. Giáo viên của chúng mình đều là người Trung Quốc. 我们老师都是中国人. 我们老师都是中国人. Bố mẹ các bạn đều là người Trung Quốc phải không? 你们爸爸妈妈都是中国人吗? 你们爸爸妈妈都是中国人吗? 好, đều không phải người Trung Quốc. 他们都不是中国人。他们都不是中国人。 Hãy thử nói, giáo viên của chúng mình đều là người Trung Quốc. 我们老师都是中国人。我们老师都是中国人。 Hãy hỏi lại, bạn là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Hãy nghe cách nói, tôi là người Việt Nam. 我是越南人. Đầu tiên là từ Việt Nam. 越南. 越. 越. Nam. Nam. Yue Nan Ren. Yue Nan Ren. Là người Việt Nam. Shi Yue Nan Ren. Shi Yue Nan Ren. Tôi là người Việt Nam. 我是越南人。我是越南人。 Bạn là người nước nào? 你是哪国人？你是哪国人？ Tôi là người Việt Nam, còn bạn?
我是越南人，你呢？ 我是越南人，你呢？ 多了个中国。 我是中国人。 我是中国人。